là anh Thức. Anh Thức, anh Thức qua đây em hỏi cái này coi. Trời ơi, hỏi cái gì đó bà già, cái tối ngày mặt cái giờ hớn hở hỏi hỏi vụ gì? Suốt ngày trốn đâu không trời, kiếm hai ông á cực chết luôn á. Ở nhà chứ đi đâu trốn đâu, ta ở nhà ta gõ gạn chứ hỏi trốn đi đâu. Có qua ba họ kiếm mình phải hỏi. Ai biết được, thường thấy ngoài ruộng mà đi kiếm ngoài ruộng xỉu luôn vậy á. Giờ trời nắng quá, trời nắng sao đi ra ruộng, ở nhà có máy lạnh đó, cho khỏe. Ơi nói nghe nè, em cũng định hỏi anh cái vụ máy lạnh luôn á anh Thức. Vụ gì, vụ gì? Sao mà cái máy lạnh của em bị mát thì sao á, anh có cây vít gì anh thử giùm em được không? Là cái vít thử điện đó phải không? Đúng rồi, bây giờ em đụng cái gì nó cũng bị giật gì, giống như bị giật điện, tơi kỳ lắm kìa. Với cái trường hợp đó đó, là thường thường á là em đắp mấy cái mền mà nó bằng gì? À, như lụa lụa nè. Thì đó, đụng nó giật giật kỳ lắm. Mấy cái mền, đụng vô mấy mền lông nó cũng giật, đụng vô mấy mền lụa cũng giật, hoặc là đụng vô gối cũng giật. Hoặc là nhất là mấy cái salon nè đó, yêu cầu mình đụng dạ vô lạnh tẹt điện luôn á. Rồi sao trời, cái đó kêu thợ lại sửa hay sao trời? Cái đó khắc phục một cái hoặc là rất là đơn giản, rất là nhiều người bị cái trường hợp đó đó, nhưng mà không có biết cách khắc phục. Nhưng mà anh để chỉ cho một cái mẹo là khắc phục được luôn. Thứ nhất á là bị nó bị giật tê nè, còn thứ hai ngủ sáng lên nó bị khô cổ đó. Và cái mình cảm giác mình gờ lơ da mà nó khô gan à, thì ngủ mới lạnh phải chịu rồi. Cái đó là mình á là nó bị là tích tụ điện. Do là cái máy lạnh á mà lúc nó hoạt động á là nó hút hết trơn cái hơi nước ở trong phòng ra, làm cái phòng mình nó bị khô. Em thấy tại sao mà cái máy lạnh mà đang bình thường phải không, em bật lên là nó sẽ có cái ống nước, nó nhiễu nước ra. Đúng là rồi. Nó hút hết trơn cái nước trong phòng ra đó, rồi á là nó sẽ khô quá thì nó sẽ làm tích tụ điện vô mấy cái này nè. Nên mình đụng á, mình nói là đụng vô là tẹt lửa. Em sợ không chết luôn vậy đó, em không dám xài luôn á. Cái này á là mình á là phải có ba cái cách giải quyết. Cách thứ nhất á là mình á là mua cái máy mà cái máy phun xương phun nước á, biết không? Đổ tinh dầu nó vô phun tới thơm phòng á. Thứ nhất là vừa được thơm phòng nè, và vừa thứ hai á là vừa được mà nó cho hết cái tình trạng nó luôn. Còn cái cách thứ hai đó là mình á là múc một cái thau nước bự bự nè. Đó, mình để vô một cái góc nào á, như cái tủ lạnh đi. Cái máy lạnh đi, nó phà ngay chỗ này nè. Đó, mà phà ngay chỗ nào á thì mình á là làm mình đặt cái thau nước ở chỗ đó cũng hết, làm sao cho cái phòng mình á là nó có cái không khí độ ẩm. Còn thứ ba anh sẽ đi vô đây để mình chỉ cho cái mẹo này là làm một cái đó, mình để mình vào mình dành mình xài hoài luôn. Nhưng mà bảo đảm 100% sẽ hết cái trường hợp đó ngay lập tức luôn. Đâu sao anh chỉ em mày? Để chỉ cho cái mẹo, anh chỉ biết nhiều người làm cái này hay lắm luôn. Tự nhiên bị mát thì trời hết hổn chân. Thấy em đi ngon, máy lạnh mà bật có 21 luôn á. Trời bật tới 21. Thì chỉ lạnh xỉu luôn. Cái phòng cái cảm giác mà nó hơi bị khô khô không? Thí dụ á là mình á là ở ngay cái chỗ mà mấy cái niệm nè, mấy cái gối nè. Thường thường mà cái chân mình chạm đất mình đụng vô nó tẹt lè tẹt lửa liền. Và thứ hai, và trên xe hơi vẫn vậy luôn nha. Lên xe hơi mình mở mà cái nhiệt độ mà lạnh quá trời lạnh đi. Nó tại vì nó không có tiếp gì được với đất á, nên nó là nó tích tụ điện, nên mà đụng vô nó hay tẹt tẹt, hoặc là người này đụng người kia nó cũng tẹt tẹt luôn. Cảm giác là em bị luôn, lên xe em có bị rồi đó, anh nói đó. Thì cái đó thì trên xe thì mình mua cái máy mà để xông hơi nước á, được. Còn mà nếu mà ở trong phòng mình chỉ làm cái mẹo, mình á là chuẩn bị là một cái tô, đó, một cái tô với một cái đôi đũa, đây mình bắt chéo vậy nè. Và thứ hai á là mình nói là có cái khăn giấy ướt thì mình sử dụng khăn giấy ướt, còn không có khăn giấy ướt thì bây giờ mình nói là sử dụng mấy cái khăn giấy nè. Đó, một tờ nè, hai tờ nè, ba tờ nè, bốn tờ. Đó, mình sử dụng cái khăn giấy khô. Đây, mình sẽ gấp lại rồi mình nhúng nước nha. Đây, nhúng nước nè. Khăn giấy bây giờ nó cũng chất lượng lắm, nó làm hầu chắc lắm. Đây, nó mình nói là gác ngang nha. Đây là mình nói là làm một cái máy xông hơi nước, là bằng chạy bằng bằng cơm. Đây nè, đó, mình nói là gấp hai đầu giấy lại, cái đầu nó dài nữa, thấy không? Xong mình nhúng xuống nước nè, nhúng đầu này nè. Đó, xong rồi mình nhúng đầu này nè. Đó, mình gác ngang. Cái giấy á, mà nó là, rồi bây giờ mình sẽ đổ nước vô. Cái giấy á, mà nó là có nước ở dưới là nó sẽ hút lên đây hoài. Đó, chỉ cần một cái tô đây thôi. Đó, có này, mình nó sẽ đặt cái như sao mà cái máy lạnh nè, nó phà ra. Nó phà ra ngay cái chỗ này nè. Thì ngay cái nước mà nó hút lên đây hoài nè cả nhà. Đó, và gió thổi nó lặn được ở dưới nè. Đó, là cái không khí, cái phòng mình á, là bảo đảm 100% là ngủ tới sáng nó không có bị khô da, và thứ hai là không còn cái tình trạng mà giật nữa. Chứ rất là nhiều người á mà hỏi giờ Thức ơi sao mà cái phòng mình nó giật hoài, có cách trị không? Nhiều người đi kêu thợ mà
sửa máy lạnh lại luôn. Nhưng mà cái này á là không phải là do chạm điện, cái này là do nó cái máy lạnh mà nó hút hết chân cái không khí ẩm vô trong phòng và nó tích tụ điện lại nên nó làm bị giật. Thì cả nhà mình làm theo cách của mình đi, thí dụ mà cái phòng nhà á mà đang bị giật đó, mình cứ làm một cái mình để ngay chỗ nào mà thí dụ máy lạnh thà ra hướng này nè, đây đây máy lạnh thà ra hướng này phải không đó, thì mình có thể là để ngay cái chỗ một cái góc nào đó mà sao mà cho cái máy lạnh mà nó thổi vô nè, tại vì á là nó thổi vô đây đó là ở đây có không khí lạnh rồi nó sẽ đùa lên. Nhưng mà một cái tô nước nè là mình sử dụng, nếu mà bắt máy lạnh liên tục á là sử dụng được có một ngày hai ngày là hết vậy ha. Vậy đó hả? Tại vì cái máy lạnh nó hút nước giả mang lắm. Tại vì cái không khí mà nó đang mà bình thường là bắt máy lạnh mà hút hết trơn nước ra, mà nước mà nhiều cả chai nước đó, tại vì trong không khí mình có hơi nước. Dạ, nhưng mà mình làm vậy nè để hạn chế khắc phục vấn đề đó. Thì với bố là hôm nay có rất là nhiều người mà hỏi mà nó là thứ ơi có cách nào mà để mà cho cái phòng máy lạnh hết giật, thì đây là cái mẹo. Đây chỉ là lấy hai miếng giấy nha, bốn miếng, bắt ngang kéo qua kéo lại gác cái đó nè, nước nó sẽ hút lên đây liên tục luôn. Lúc nào trên đây nó cũng ướt hết trơn à. Đó rồi đó là gió máy lạnh á nó thổi qua là nó sẽ tạo được cái độ ẩm trong phòng đó, đơn giản chưa. Rồi đó bây giờ về phòng làm đi, rồi cái có gì á là thử một bữa đi, nếu mà không được cái gì mình chịu chứ. Okay, cái này á là chỉ rất là nhiều người rồi, giờ em thử nghiệm trước cái được.